Ngày 13 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 40 hải lý về phía đông bắc vừa xảy ra vụ va chạm giữa tàu cá với tàu hàng hải. Cụ thể, tàu cá QB91886TS do anh Hồ Trung Hiếu, 33 tuổi, ngụ tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 40 hải lý, thì xảy ra va chạm với tàu hàng Việt Trung 68, đang hành trình theo hướng Bắc Nam. Hậu quả khiến tàu QB91886TS bị vỡ mũi tàu, nước tràn vào khiến tàu gần chìm. Thời điểm xảy ra sự việc, 8 ngư dân trên tàu đã kịp thời mang áo phao và kêu gọi những tàu đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn đến hỗ trợ giúp đỡ. Sau khi nhận được tin báo, tàu QB91378TS do ông Trương Vũ Linh cùng chú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, làm thuyền trưởng đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ 8 ngư dân gặp nạn lên tàu và cùng tàu hàng Việt Trung 68 lai dắt tàu QB91886TS vào cửa Nhật Lệ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình sau đó đã chỉ đạo đồn biên phòng Nhật Lệ điều động xuồng và 5 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ và xử lý vụ việc, đồng thời thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình nắm thông tin để phối hợp xử lý.